Chinh phục thần tượng bản 4 sẽ mở đầu với cuộc chinh phục một ngôi sao của dòng nhạc trữ tình quê hương, ca sĩ Đông Đào. Một tiếng hát đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả suốt hơn 30 năm ca hát. Và cùng chào đón ba tiếng hát trẻ đã mang hết sở trường của mình đến sân khấu chinh phục thần tượng. Một bài trình diễn như thế nào sẽ thuyết phục được ca sĩ Đông Đào? Em đã nghe tôi nói trọn đoạn buồn nên đêm cúi mặt làm mưa. Mình yêu nhau mãi suốt đời, nghe anh chiều kia sẽ vơi vạn màu hoa sẽ phai. Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dài dò. Đón xem chinh phục thần tượng ca sĩ Đông Đào vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023 trên truyền hình Vĩnh Long 2.